những phút giây thăng hoa, những màn trình diễn bùng nổ và những sự chia sẻ cảm động. Tiếp nối chặng đường của dấu ấn là sự xuất hiện của nhân vật dấu ấn thứ 6, nữ ca sĩ Thanh Thảo. Live show dấu ấn số thứ 6 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2014 tại sân khấu Nguyễn Du và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và các đài địa phương khác. Xin mời quý vị khán giả cùng đón xem.